muốn giảm cân, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, đã áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn. Từ nhịn ăn vài giờ, họ tăng lên đến vài chục giờ, thậm chí kéo dài nhiều ngày liền, khiến cơ thể kiệt sức. Chị HT, trú tại Hà Nội, là nhân viên văn phòng nên công việc khá nhẹ nhàng. Chị chia sẻ mình đã từng áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn với mong muốn giảm cân nhanh, nhưng chỉ trong một tuần, chị phải dừng lại và bị người nhà chỉ trích. 4 ngày liên tiếp, chị chỉ ăn bữa sáng, bữa trưa và nhịn bữa tối. Nhưng đến ngày thứ 5, khoảng buổi chiều, chị bắt đầu thấy hoa mắt, chóng mặt, ngất đi vì đói. Sau đó chị không dám nhịn ăn, mà ngược lại lúc này chị lại thèm ăn rất nhiều thứ. Và kết quả là không những không giảm được, mà cân nặng còn tăng lên chóng mặt. Trên các trang mạng xã hội, không khó để tìm được những nhóm chia sẻ bí quyết nhịn ăn để giảm cân, thanh lọc cơ thể, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi. Thế nhưng, có người không chỉ nhịn ăn theo công thức được nhiều chuyên gia chia sẻ, mà họ nhịn ăn hoàn toàn, nghĩa là không ăn bất cứ thực phẩm gì trong nhiều ngày liền. Nhịn ăn để giảm cân là một phương pháp không được khuyến khích vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe và thường không mang lại hiệu quả lâu dài. Dù nhịn ăn có thể giúp giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng đây chỉ là biện pháp tạm thời và có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Khi cơ thể bị thiếu hụt calo nghiêm trọng, nó không chỉ đốt cháy mỡ mà còn lấy đi năng lượng từ cơ bắp, dẫn đến mất cơ, suy yếu sức khỏe tổng thể và làm giảm khả năng vận động. Nhịn ăn cũng làm ảnh hưởng sâu đến quá trình trao đổi chất. Khi cơ thể quen với việc nhận ít năng lượng hơn, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại để tiết kiệm năng lượng, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng dễ dẫn tới tình trạng hiệu ứng jojo. Khi bạn quay lại chế độ ăn uống bình thường, cơ thể sẽ tích trữ năng lượng dưới dạng mỡ, khiến cân nặng tăng trở lại chóng mặt, thậm chí còn cao hơn trước. Ngoài ra, nhịn ăn có thể gây ra những vấn đề tâm lý nghiêm trọng như căng thẳng, lo âu hoặc cảm giác thiếu thốn, dễ dẫn tới các rối loạn ăn uống như là ăn uống vô độ hoặc chứng biếng ăn. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất mà còn làm suy giảm chất lượng cuộc sống và tinh thần của người thực hiện. Trong những cái phương pháp mà bây giờ dân đang trào lưu cái gọi nhịn ăn gián đoạn như thế, đấy là một cái phương pháp không hợp lý, vì chúng ta biết là có những cơ giai đoạn là cơ thể bị bỏ đói, như thế thì không hợp lý. Và chúng ta muốn giảm cân an toàn thì chúng ta phải không được để cơ thể nó bị ảnh hưởng đến sức khỏe trước mắt cũng như lâu dài. Thế thì chúng ta phải cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể, chứ không phải chúng ta bắt cơ thể là nhịn một thời gian dài dẫn đến các có thể nguy cơ các rối loạn chuyển hóa. Nên là chúng ta vẫn phải quay lại là chúng ta muốn giảm cân an toàn thì chúng ta phải hình thành các thói quen tốt, như là kiểm soát năng lượng chúng ta ăn vào, chia các số bữa phù hợp với từng cái loại hình vận động hoặc là cái loại hình lao động của mỗi một người khác nhau, đúng không? Và chúng ta phải tăng cường các cái hoạt động thể lực lên, tránh các lối sống tĩnh tại, thì chúng ta mới có thể giúp cho cái giảm cân được an toàn và người ta có thể duy trì được lâu dài. Chứ không thể là chúng ta cứ bắt cơ thể là nhịn đói. Nhịn đói được câu chuyện là có người kiên trì thì giai đoạn đầu nhịn được là đưa được năng lượng vào thấp hơn thì đúng là giảm cân. Nhưng sau đấy nó rối loạn chuyển hóa, hoặc là có người là nhịn ăn được một bữa nhưng sau đấy là ăn bù bằng các bữa sau thì cái đấy không hợp lý. Nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta biết được cái tổng năng lượng của một ngày chúng ta cần bao nhiêu cho nó phù hợp với cái công việc, với các cái tình trạng sức khỏe của mình, xong chúng ta chia ra các cái bữa làm sao cho nó phù hợp, nhưng nên tối thiểu 3 bữa chứ không nên để bị cơ thể bị đói quá lâu thì không hợp lý. Bên cạnh vấn đề nhịn ăn, nhiều người với mong muốn giảm cân nhanh chóng đã tìm đến các loại trà giảm cân được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, bất chấp việc chúng không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Những sản phẩm này thường được giới thiệu với lời hứa hẹn về kết quả thần tốc, nhưng thực tế chúng có thể chứa những thành phần không an toàn cho sức khỏe. Sử dụng các loại trà giảm cân không kiểm soát có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như rối loạn tiêu hóa, mất nước, suy nhược cơ thể, thậm chí là tổn hại đến gan, thận và hệ thống thần kinh. Nhiều trường hợp đã phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc hoặc gặp các biến chứng nghiêm trọng sau khi sử dụng các loại trà giảm cân này. Hồi tháng 4 vừa qua, Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu cho một trường hợp người phụ nữ 26 tuổi bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm giảm cân đi túc táo có chứa chất cấm sibutramine, dẫn đến mất thị lực, tổn thương não nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến cáo đối với các thực phẩm chức năng, đặc biệt là những sản phẩm được quảng cáo thần thánh, cần thận trọng. Trước khi mua sản phẩm, cần tìm hiểu kỹ, rõ nguồn gốc xuất xứ, thành phần có trong sản phẩm và cần được tư vấn bởi bác sĩ để tránh nguy cơ ảnh hưởng xấu đến cơ thể. Chúng ta giảm cân là một mong muốn chính đáng của những người mong muốn giảm cân, nhưng mà giảm cân bằng phương pháp nào hay là nó hiệu quả là bao nhiêu thì đấy là một câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn luận rất là nhiều. Trên thị trường thì đang tràn lan các cái phương pháp giảm cân, trong đấy có cái trà giảm cân. Thì chúng ta phải xem là cái thành phần của cái trà giảm cân ấy nó chứa những thành phần gì và cơ chế tác dụng của cái giảm cân này như nào thì chúng ta mới nói được câu chuyện là nó có an toàn hay không. Còn rất nhiều các cái trà mà được báo chí đưa lên gần đây thì chúng ta thấy là trong đấy nó chứa những các cái chất mà đã được cấm lưu hành thì nó sẽ không có tốt cho sức khỏe, và kể cả về trước mắt và lâu dài. Nên là những người mong muốn giảm cân thì chúng ta phải tuân thủ các cái nguyên tắc cơ bản là chúng ta phải kiểm soát cái năng lượng ăn vào và chúng ta tăng cường cái hoạt động thể lực thì chúng ta mới có thể duy trì được cái cân nặng và có thể giảm cân. Còn cái số lượng thực phẩm ăn bao nhiêu, cái tập luyện
bao nhiêu cho phù hợp với từng cái tình trạng của mỗi người một, thì chúng ta có điều kiện chúng ta nên đi khám tư vấn dinh dưỡng để chúng ta nhận được các lời khuyên chính xác nhất. Để giảm cân một cách an toàn và hiệu quả, thay vì nhịn ăn, mọi người nên tập trung vào việc xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối, kết hợp với việc tập thể dục thể thao thường xuyên. Việc giảm cân cần được thực hiện từ từ, dựa trên sự hiểu biết và lắng nghe cơ thể. Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ để có một kế hoạch giảm cân phù hợp với sức khỏe và lối sống cá nhân, đảm bảo không chỉ giảm cân mà còn duy trì được cân nặng lý tưởng một cách bền vững. Là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta muốn giảm cân thì chúng ta phải kiểm soát cái năng lượng đầu vào, là cái câu chuyện đầu tiên để chúng ta không bị tăng cân, nó bị liên tục kéo dài thì dẫn đến là chúng ta câu chuyện giảm cân nó sẽ khó khăn. Chúng ta kiểm soát được năng lượng rồi và chúng ta lại tăng cái tiêu hao năng lượng của đầu ra ra thì chúng ta sẽ giúp cho giảm cân nó được dễ dàng. Và muốn như thế thì chúng ta phải bằng nghị lực, bằng ý chí, chứ không thể là ngày 1, ngày 2 được. Vì chúng ta biết rồi, để giảm được 1 cân thịt thì chúng ta phải tiêu hao đi khoảng 7.000 kilocalo. Và trung bình một người thông thường thì chúng ta ăn khoảng 1.800 đến 2.000. Nếu chúng ta muốn giảm được 1 cân này, chúng ta nếu mà chỉ bằng nhịn ăn hoặc bằng các cái hình thức khác thì chúng ta không thể nhịn ăn 3 ngày được. Nên chúng ta phải mỗi một ngày chúng ta phải giảm đi các cái năng lượng đưa vào. Ví dụ chúng ta ăn khoảng 1.800 là bình thường, nhưng mà nếu muốn giảm cân thì chúng ta giảm đi khoảng 300-500 để cho người ta vẫn còn đầy đủ các hoạt động, vẫn tham gia được tất cả các cái lao động hoạt động bình thường và người ta sẽ không bị mệt mỏi thì người ta mới có thể giảm cân an toàn được. Chứ nếu chúng ta giảm cân nhanh quá hoặc là dùng các biện pháp mà nó không lành mạnh, không rõ cái cơ chế thì chúng ta sẽ thấy là giai đoạn đầu người ta có thể giảm cân được, nhưng sau đấy thì người ta trở lại dữ dội hơn. Và khi ngồi khám tư vấn thì chúng tôi gặp thường xuyên gặp cái trường hợp như thế, giảm cân được rất nhanh nhưng sau đấy thì có thể bị các cái hiện tượng mà gọi là tai biến cho các cái tác dụng không mong muốn của các cái sản phẩm đấy, thì đã phải vào nhập viện như báo chí đã đề cập, còn không thì quay lại với tình trạng là cân nó lại tăng vượt quá so với lúc trước giảm cân.